Không mùi sữa nữa. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn bây giờ gần như nhìn xuyên qua cái màn được rồi đó. Cứ nhìn đi, tưởng tượng coi ngồi bên kia, người bên kia thế nào ha. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Dạ, mình tên là Nguyễn Công Phi, gần tròn 29 tuổi. Thì mình làm nhân viên ở ngân hàng. Nguyễn Công Phi hả? Dạ. Là Phi Công hả? Em giới thiệu được. Em là Thương, em năm nay 25 tuổi. Em trên núi xuống chứ. Dạ. Núi nào? Núi Đắk Lắk anh. Núi Đắk Lắk hả? Dạ. Thương anh hiện đang làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng và em có kinh doanh online một loại khô. Ăn thì giống như khô bò nhưng mà làm từ thịt heo, gọi là khô heo chị. Phải thử chưa, mới nghe khô heo. Hôm nay khô bò, tối nay khô heo. Dạ. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, điểm mạnh của em thì là nhiệt tình, vui vẻ. Và cái khuyết điểm như là không có yêu thích nấu ăn lắm. Ủa vậy cái heo này là ai làm? Dạ, cái này thì người nhà làm chị. Em chỉ bán thôi. Dạ đúng người rồi, nhà em làm. Chỉ trách nhiệm bán. Bạn trai? Dạ, em thì làm việc hơi cảm tính, rồi hơi lười một chút. Lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm có một lần thôi. Bên kia là không thích nấu ăn, bên đây lười nữa, hai người chắc về ăn cơm tiệm suốt ha. Anh cần tìm một đối tượng như thế nào? Em tìm một người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ nào cũng của gia đình hết á? Dạ. Không có người phụ nữ nào của người ta hết. Dạ, tức là một người phụ nữ biết nấu ăn. Bên xong kia không xong thích nấu ăn. Với lại không quá đam mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Để mình em đam mê thôi hả? Rồi gì nữa? Dạ nhiều lắm nhưng mà người ta nói là cầu bất đắc ế á. Nhưng mà cầu nhiều quá không được thì ngoại hình sao? Ngoại hình đó có làn da đẹp. Làn da con gái da nào cũng đẹp hết bạn. Đẹp cụ thể là như thế nào? Đẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Cháu nhà em sao đâu ai biết cháu nhà em sao đâu. Phải biết tưởng tượng cho nó dễ á. Dạ thì giống chị Cát Tường cũng được. Nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Ủa em nói chị Cát Tường không thơm mùi sữa hả? Chị cũng mới uống sữa xong đó. Rồi bên đây yêu cầu vậy bên kia làm sao? Tại sao đến giờ này em chưa có bạn trai hả? Dạ em có rồi chị, mà em chờ 25 năm nay em mới lên gặp. Dạ. Rồi xác định bạn trai luôn, khỏi đi đường luôn. Từ đó giờ chưa có mối tình nào hết luôn hả? Dạ có một lần rồi chị, được 3 năm và chia tay cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em chưa có đọc sách của John Gray nên em chưa có hiểu lắm về tâm lý khác nhau giữa nam và nữ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ giờ cảm giác là mình hiểu hơn rồi. Giờ nam và nữ khác nhau gì? Dạ khi người ta căng thẳng thì cách người ta xử lý khác mình và mình phải thông cảm cho cái điều đó. Khác là sao? Ví dụ như căng thẳng thì nam có thể là nam sẽ cần một khoảng không gian riêng, không phải như phụ nữ là cần phải được chia sẻ. Có nghĩa là giờ là nếu mà mình thấy bạn nam mình mà căng thẳng thì mình nên bỏ đi để cho bạn đó. Dạ mình có thể là hỏi thăm là anh có cần nói chuyện không, nếu anh trả lời ngắn gọn hoặc vắn tắt là anh đang cần không gian riêng thì mình có thể là nói là lúc nào anh suy nghĩ xong anh thể quay lại nói chuyện với em. Có vẻ nãy giờ em là toàn là trên sách vở không á nha, mà trên thực tế sách vở nó khác nhau xà lắm. Dạ. Con người nó phức tạp lắm, không có giống nhau đâu. Có vẻ bạn bên kia hơi khó, thành ra hơi ế lâu. Còn dạ. Bạn lý do tại sao em ế? Nguyên nhân thứ nhất là do môi trường công việc với tính chất công việc của em. Môi trường của em quá nhiều cô gái xinh đẹp. Nhiều người đẹp, nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà vì đẹp quá mình nhìn riết cái mình cũng chán. Trời đất ơi, lạ vậy. Bạn trai bên kia đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ chưa chị ạ. Tìm hiểu rồi chuẩn bị luôn. Trời đất. Thật ra nếu mà bạn nữ đó chịu đứng sau lưng hỗ trợ hay là động viên em thì em nghĩ là không có gì là không thể làm được. Thí dụ người ta đứng phía trước được không? Dạ thường người ta nói có câu là sau lưng người đàn ông thành công là có bàn tay người phụ nữ chứ. Nhiều khi ta đứng trước ta che chở cho bạn được không? À cái đó cũng được. Cũng được đúng không? Dạ em muốn mỗi người đàn ông lý tưởng em là người như thế nào? Chị có một cái màn em rất là thích ở đây là thích đất đó chị. Chị nhiều bạn thích đất xem thử là là quan trọng sức khỏe thể dục hay không? Nó đi tìm chồng mà khóa hết đất là sao? Bạn nữ yêu cầu vậy đó, sợ tướng thư sinh vậy rồi hít đất nổi không trời? Dạ hít đất thì 10 cái thì nổi mà nhiều hơn thì không nổi rồi. 10 cái được không em? Dạ được chị. 10 cái thử đi em. Làm thiệt luôn hả chị? Thiệt chứ. Một, hai, sao nó rung rẩy vậy? Ba, bốn, năm, đừng ập mặt nó nha. Sáu, bảy, trời ơi mệt rồi đó, tám, chín, mười, trời ơi
khổ quá. Đó, tía tài hết, tía tài hết. Trời ơi, rung chân rồi. Cái điều này mệt rồi nha. Cái này không phải lỗi chị nha. Đó là cô bên kia, cô hành hạ em, chứ chị không có ý định đó nha. Nó chết là mồ hôi kê đổ hết rồi. Bây giờ, ủa mà nó nghe nè, rồi bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết. Rồi mình gặp bạn gái mà ưng bụng quá, rồi muốn cưới liền rồi, làm sao mình cưới. Thật ra cũng có nhà, có xe rồi, chỉ cần lấy vợ về. Đó, thì nãy giờ là nghe câu đó, đó giấu giếm hoài. Khỏe rồi, bà Mai yên tâm đi. Bên đây là ngon rồi, chắc chắn luôn, ngon đẹp trai, hư sinh. Hít đất được 10 cái. Mặt đỏ tía tai nhưng mà vẫn nói chuyện được. Cô gái, chào em. Dạ. Lý do tại sao ta kiếm chồng, ta kiếm cái nghề tự nhiên kêu hít đất trước là sao? Dạ, em thích là bạn phải thể dục thể thao cho nó khỏe anh. Thí dụ như người ta làm ngân hàng suốt ngày, ta đếm tiền không à. Ta ngồi ta đếm tiền, ta tư duy bằng đầu óc. Ta đâu cần hít đất đâu. Dạ, nếu bạn muốn thì bạn vẫn có chút thời gian để cho thể dục thể thao anh. À, dạ, dạ. Trên núi chắc khỏe mà. Tốt anh ơi. Em hay leo núi. Dạ có. Em thích người đàn ông làm gì cho em nhất? À, người đàn ông có thể đưa em đi chơi. Chuyện bình thường, ai cũng đưa đi chơi, không lẽ bỏ em ở nhà. Dạ, quan tâm em một chút. Cũng bình thường luôn. Có thích cái gì đặc biệt không? À, nấu với em ăn. À, cái đó thì anh nấu mì gói được em. Dạ được, cái nào anh nấu lại em ăn hả? Em sẽ lãng mạn như thế nào khi em cầu hôn cô ấy? Thuê một cái không gian riêng mà không có ai hết. Xong rồi em để một chiếc nhẫn vào cái bánh kem. Trời ơi, coi luôn. Nhét vô bánh kem hả? Dạ, nhét vô. Rồi sao nữa? Rồi em cắt cái miếng đó ra cho bạn ăn. Ví dụ bạn ăn, bạn nhai trúng một cái, các bạn lấy ra thì ở ngoài sẽ có một dàn hoa với lại là nhạc ở bên ngoài, xong rồi sau đó sẽ tiến vào. Thú vị quá chị. Bỏ nhẫn vô bánh kem, trộn đều lên. Bên đây nuốt chắc rồi, bên đây nuốt xong chắc. Nuốt chắc luôn, lãng mạn không? Em thích đó. Ăn uống gì anh mời nhớ cẩn thận nha. Nhớ cẩn thận nha. Ví dụ này được rồi nha. Bỏ nhẫn vô bánh kem tôi thấy lạ lắm á. Thôi bây giờ anh hỏi nè, bữa nay em đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có mà em có bạn thân. Rồi chào em. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy hợp với Thương. Cái ngoại hình cân xứng với nhau. Cái ngoại hình cân xứng nhưng mà nãy nghe cái tư duy nói chuyện có vẻ nó chỏi sao? Những cái gì mà nó phải lệch lệch vậy nó mới hợp á chị. Em nghĩ vậy. Chị cũng hy vọng vậy. Người ta khác nhau để thương nhau nhiều hơn đúng không? Dạ dạ, kiểu vậy anh. À, cảm ơn em. Vậy bạn trai có đi với ai không? Dạ, em có đi với lại dì em, với lại anh của em, với lại bạn của em. Dì đâu? Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Bạn gái bên này rất là dễ thương, cá tính rất là mạnh. Dạ, thế có vẻ có hợp với cháu không dì? Em nghĩ là khi mà hai cái tính cách khác nhau nhưng mà không khác quá nhiều thì có thể thu hút nhau. Ai cũng nói hợp rồi đó, quan trọng hai trẻ có hợp rồi, hay không. Thôi, thôi, kéo màn lên. Rồi, kéo màn lên đi. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bạn mình cũng có món quà bạn bạn. Khô heo, khô heo. Khô heo á. Mỗi khi mà bạn đi làm về trễ mà nhà hết cơm hay gì đó bạn có thể ăn. Ngon mà. Yeah. Cậu anh á thì nuôi dê. Thì anh đang nghĩ đến cái việc không biết có nên làm khô dê giống như em. À được rồi nha, cái vụ này cũng được à. Em sẽ hỗ trợ anh thêm. Khô dê cũng lạ lắm á. Lạ lạ. Vợ làm khô heo, chồng làm khô dê. Được. Thật ra anh cũng không có tin vào tình yêu sét đánh giống như là những người khác. Nhưng mà anh nghĩ nào trong 3 giây đầu tiên thì em hoặc là anh sẽ có ấn tượng với nhau đúng không? Dạ. Thì không biết là em có ấn tượng như thế nào với anh nhỉ? À, gặp nhìn anh thì thấy hơn sự tưởng tượng em. Thôi chứ tưởng tượng xấu lắm. Dạ không, xấu lắm nhưng mà thua này chút. Thua này chút ha. Dạ. Thì anh có thêm 2 câu hỏi nữa hỏi em được không? Dạ. Cái này anh chỉ giả sử thôi chứ không có ý gì hết. Tức là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống thì em muốn làm gì nhất? Cần tự nhiên. Hỏi gì khó chịu vậy? Phải muốn bán khô heo. Bán để sống ngày mai nữa. Con này căng quá. Hỏi câu khác đi. Hỏi câu khác. Em có muốn lập gia đình hay chưa? Dạ rồi. À, em định là trễ nhất là 2 năm nữa. Nếu 1 năm được không em? Dạ càng tốt anh. Rồi bây giờ mình thích con trai hay con gái nè? Nói luôn đi. Ra con trai hay con gái gì anh đều thích hết, nhưng mà con gái thì có vẻ dễ thương hơn. Dạ. Đúng rồi, mày nói đúng nè. Khoái. Khoái, em cũng thích con gái tại vì em thấy con gái thì thường quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Rồi hai đứa đúng luôn. Bây giờ tiền bạc ai quản lý? Nếu mà em có thể chứng minh cho bạn là em quản lý tốt hơn thì bạn có thể giao cho em. Ồ không, anh không cần em phải chứng minh đâu. Thật ra anh có thể cho em quản lý, tại vì quản lý giữ tiền bạc rất là nhức đầu mệt. Người khác giữ còn nhức hơn em. Rồi thôi được rồi, bây giờ mình cảm nhận thế nào mình sẽ nhấn nút. Nhưng mà em còn muốn nói một câu nữa. Rồi, câu... cho nó câu cuối. Cho nó hỏi gì câu gì?
Dạ, câu một câu tỏ tình. Thường thường là anh sẽ hỏi là nhìn vào mắt bạn rồi nói một câu nào đó rất là tình cảm. Ủa sao em biết rồi giờ em nhìn sao biết hả? Muốn tỏ tình liền hả? Dạ không, tại vì đã chuẩn bị nhà rồi. Ủa vậy hả? Vậy theo dõi kỹ quá. Nếu như bạn còn được sống một tới 100 tuổi bạn sẽ làm gì đó? Hỏi câu sống thì tự nhiên vô người ta hỏi câu chết. Không, thật ra là hỏi câu đó cũng có lý do, tức là anh muốn nói cái câu sau nữa. Anh nghĩ là lúc mà mình hẹn hò mình có thể cùng làm những cái việc mà em mong muốn nhất đó. Anh cũng biết em có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng sẽ rất là happy nếu như hôm nay mà em chọn anh để làm người đồng hành đi cùng em trong những thời gian sau này. Dạ, dù chỉ là một khoảnh khắc hay là cả quãng đời thì vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui bao nhiêu lâu mới gặp được một con người. Cô đó giờ chưa gặp con người nào chưa? Dạ, một người đặc biệt hơn anh. À, đặc biệt hơn. Bao nhiêu lâu gặp được con người lần đầu tiên, gặp hỏi nếu còn ngày để sống thì sẽ làm gì? Còn một ngày nữa để sống, em sẽ yêu anh. Nói thế cho nó lãng mạn. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và chúc hai bạn sẽ có một cái sự phát triển về kinh tế khô heo và khô dê. Đây là những chiếc vé để các bạn có những không gian lãng mạn để chúng ta bỏ những gì bánh kem trộn lên để tìm hiểu về nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn phải làm đám cưới chung thì mới tặng cái này. Đúng rồi. Rồi, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật kỹ nha. Càng sớm càng tốt. Ba mẹ hai bên đang chờ. Có được không một cái không ta? Có chứ, trời ơi. Ông này ông theo dõi chương trình kỹ lắm. Ông tức, tại sao mà ông cho tao nói câu tỏ tình. Bây giờ ông cho người ta hôn. Đó, anh Linh làm sao kỳ cục quá Linh. Thôi để dành đi. Vô đó muốn hôn gì hôn. Em thích tiếu má mấy người tròn tròn. Béo 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 nhéo nhéo má. Nhéo khoảng 90 á. Dễ thương quá. Một cô trên núi xuống. Sao không cho hôn? Ăn khô heo hôn cái gì hôn? Chờ chút xíu từ từ. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ càng sớm càng tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Xin chào anh chị Linh và chị Cát Tường. Mời đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Yến. Năm nay em 26 tuổi. Sinh sống và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nhân viên văn phòng tại công ty tư nhân tại Thủ Đức. Quê Vũng Tàu nhưng mà hiện tại đang làm việc tại Thủ Đức. Dạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em tên là Trần Thiện Lam. Em năm nay được 27 tuổi. Cái gì? Trần Thiện Lâm. Dạ đúng rồi. Nghe lộn Trần Thiện Lâm. Dạ chính xác. Mình mỗi lần em giới thiệu tên của em á, nhiều người ta làm chữ thiện với chữ thị nên nhiều khi em cố gắng nói rõ. Nói rõ lên là Trần Thiện Lâm mà nó Trần Thị Lâm người ta nghi ngờ. Em thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn gốc thì bên mẹ em ở ngoài Bắc, Nam Định. Em đang là nhân viên sale bên công ty thời trang. Chính xác là em sale được 5 năm. 4 năm trước em làm sale bên mảng đồ lót dành cho nam và nữ. Còn bây giờ em là quần áo tập gym, tập thể dục thể thao. Nói chung là quần áo từ nhỏ đến lớn. Dạ đúng rồi. Ha, trải qua mấy mối tình rồi? Chính xác là em 2 mối tình đều ở Đồng Nai. Lý do tại sao chia tay? Mối tình đầu tiên á, một phần là do khoảng cách. Đồng Nai đây vừa gần xịt, một khoảng cách gì? Một đoạn đường 40 cây á, thì một tháng đi lên có một lần em không có thời gian để đi lên nhiều lần, thành thử tìm hiểu không có được nhiều. Trời. Mối tình gần nhất là bao nhiêu năm? Được 2 năm. Thì em rất là hợp nhưng mà do cái hoàn cảnh lúc đó em thay đổi công việc á, người nhà của bạn gái em không thích. Thì cái thay đổi công việc là thay đổi luôn người yêu luôn. Dạ không, thay đổi công việc thì cái thu nhập nó giảm đi, thì lúc đó công việc không ổn định đó. Bên nhà bạn gái em có thể là cảm giác là em không đem lại sự an tâm cho người ta. Nên cô ấy bỏ bạn. Dạ. Đó là tình trường bên đây đó, bên kia thì sao? Dạ, cũng một mối tình rồi chị. Chia tay cũng được 2 năm rồi. Hai người cũng bất đồng quan điểm. Người bạn trai đó thì nó kiểm soát em nó hơi chặt chẽ. Giống như em đi chơi với bạn hay sao, em có nói nhưng mà không tin, với lại hay tra hỏi hay gì đó. Dạ. Ví dụ như em đi chơi vậy, bạn nó tra hỏi, bạn nói thì sao? Dạ, thì đi với ai thì em nói đi với bạn. Thì nói
đi với bạn nào mà đi hỏi. Rồi có kiểm tra điện thoại em hay là gì không? Thoại thì cũng có kiểm tra, giật điện thoại luôn. Có thế nào bị anh đánh không? Chưa chị. Rồi bây giờ mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ thì... em thì chịu khó, biết nấu ăn, luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m70 trở lên. Em cao nhiêu? Dạ 65 chị. Cái ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích béo má, mấy người tròn tròn. Béo 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 nhéo nhéo má. Nhéo. Bên kia nhiêu ký? Đừng cho tao biết. Giấu đi. Khoảng 90 á. Dạ, người bạn trai đó cũng không có răng khô với lại bụng phệ. Béo béo là phải bụng phệ chứ. Nếu mà em ôm tròn đủ cái vòng tay của em được không? Trời, đủ vòng tay em là bụng phệ rồi, cái gì nữa? Xíu cho chặt thì... Rồi sao răng khô không chịu? Răng hô thì em không biết cách nào hôn làm sao. Ở cạo thì thôi, có gì đâu, bình thường mà. Em có cái mẫu hình, mẫu người lý tưởng của em không? Ui, người mẫu Bình Minh á chị. Cao, to. Bên kia thích Bình Minh ha. Dạ. Bên đây chắc cũng bình mực à. Bạn trai thích bạn gái ngoại hình sao bạn? Cái ngoại hình đó tôi nói là vừa, không quá mập, không quá gầy. Còn chiều cao thì tầm 1m55 trở lên. Rồi, bên kia 65 rồi. Cần cân nặng thì đừng quá 60kg, miễn là nhìn có duyên là được rồi. Còn tóc thì em thích là tóc dài hơn là tóc ngắn. Tóc dài rồi. Thấy ổn, ngoại hình cặp này không ổn. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là bạn gái em ít nói hoặc là quá khó tính. Đừng có khó đến mức mà giận em tới một tuần hai tuần không liên lạc được, không nhắn tin, không alo, không gì hết thì Thôi mình hỏi này cái chuyện. Giờ bạn nam định chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà quen hợp thì 6 tháng 1 năm. Bạn nữ? Dạ trên 3 tháng là được rồi chị. Tại bạn em nói là nếu mà báo trước 3 tháng thì nó đi, thì trên 3 tháng là được. Trời đất ơi, đám cưới để báo với bạn mà hả? Gia đình ba mẹ sao? Có dặn dò gì không? Thì chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chị. Chuẩn bị gì mà sẵn sàng? Chuẩn bị tinh thần. Tinh thần để đưa em đi với hả? Trời ơi, muốn chồng lắm rồi hả? 3 tháng cũng được hả? Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông, người chồng của mình? Nhậu nhẹt, rượu bia, bê tha. Lại không đánh bài bạc, không có tính toán chi li quá. Có gì nữa? Không quá nóng tính. Có cái chuyện gì hiểu lầm hay sao cần lắng nghe và biết chia sẻ. Sau đó rồi phản hồi hay là có muốn nói gì thì nói. Chửi hay là cái gì thì em không thích. Ông ai mà chửi phụ nữ, rồi. Đúng không? Em gặp rồi hả? Dạ, gặp rồi. Yên tâm anh này hiền lắm. Thậm chí em chửi anh cũng ngồi im luôn. Nãy giờ đưa ra cái điều kiện em thấy em hợp không? Dạ em thấy em đáp ứng được 90%. Dạ. Có chửi bạn gái không? Em không có chửi, cũng không có nói lớn tiếng. À đúng rồi. Chỉ góp ý thôi. Góp ý mà góp ý riêng tư, chứ không có phải góp ý giữa một cái sự quan. Đúng rồi, về nhà đóng cửa dài nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Hello. Em chào chị. 3 tháng nữa đám cưới được không? 6 tháng thì nó tôi nói thoải mái hơn. Bạn có tật xấu gì không? Có chút hơi ghen, nhưng mà cũng không phải ghen quá. Ở bên đây ta sợ ghen lắm. Thí dụ như gặp cổ đang đi ngoài đường, thấy một anh bạn nào đó chở cổ đi trên đường thì em xử trí sao? Sẽ chạy về trước rồi sau đó em sẽ alo để hỏi lý do sao sao. Xong cụp đầu xe vô bắt tại trận. Cái đó là mất hình ảnh lắm chị. Cái người con trai đó mình sẽ nghĩ mình thua kém người ta, mình đang thua người ta. Chắc là đen quá. Phải dịu dàng chứ. Được. Bên kia là phụ nữ rất là dịu dàng. Tuy rằng tướng hơi to. Đó đâu con nói gì mà tướng hơi to, nghe thấy ghê quá. Coi như hợp lắm. Em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ. Chào cô. Coi như Lâm là con trai tôi mà kết với lại một người bạn gái vậy đó. Tôi thấy bạn gái thì nói chuyện cũng có dễ thương, có duyên. Thì tôi cũng cho hai đứa tự quyết định. Cô có mấy cháu? Dạ tôi có hai cháu. Đây là lớn hay? Dạ Lâm là lớn nhất. Thằng em thì có vợ rồi, 21. Em là có vợ trước rồi hả? Dạ. Có cần làm dâu không cô? Không, thì tùy thôi. Hai đứa ở chung càng tốt. Em nói chuyện vài câu với cô coi. Dạ chào cô. Dạ. Nếu mà được á thì việc bổn phận mà người con dâu đối với người mẹ chồng á phải biết kính trên nhường dưới, với lại cư xử phải phép. Con cũng không có ngại cái vấn đề làm dâu hay là gì hết. Dạ, mình bữa nay có đi dâu trai cũng không? Sao dạ em đi với chị ruột của em với lại ba người bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào khán giả trường quay ạ. Chị thấy bạn bên đó như thế nào? Về ngoại hình thì bạn trai này cũng hợp với Yến. Tính cách thì để cho hai bạn trẻ tìm hiểu với nhau. Chị thấy anh bên đây hiền không? Dạ thấy anh cũng vui tính. Hiền không thì mình chưa xác định, chưa biết được anh. Như vậy là chúng ta đã hỏi thăm người thân. Dạ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn.
anh có món quà đầu tiên để tặng cho em. Em cũng muốn món quà muốn tặng anh. Cái hoa sen thì biểu tượng cho bình an. Em mong cái món quà này nó sẽ đem đến một chút bình an cho anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, cho em hỏi ấn tượng của anh đầu tiên thấy em. Thì anh thấy em là cũng dễ thương. Anh cảm nhận được là cũng hòa đồng. Nếu mà ban đầu tiếp xúc thì thấy nó hơi lạnh lùng. Quen thân hay sao thì em cởi mở với lại hòa đồng hơn. Khi mà vợ mình có việc bận á, thì anh sẵn sàng làm phụ giúp cái công việc nhà hay là cái gì cho vợ không? Việc nhà của anh được bình thường, tại anh cũng biết làm sơ sơ. Còn em thì có biết nấu ăn. Dạ, em cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Như anh cũng không có khó khăn, không có kén ăn. Dạ. Bây giờ em cảm nhận như anh thế nào? Anh cũng hiền, anh cũng bụng mỉm. Sao đủ chuẩn không bạn? Vừa tròn ôm mà không có bụng phệ. Đúng rồi ha. Dạ. Em cũng thích ghen mà anh này hơi ghen đó. Tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng ghen. Có là đi chơi với bạn bè, bạn trai thì bình thường. Chừng nào đi với người lạ mà thật sự anh không biết gì về người đó. Người lạ mà lỡ đi công việc thì sao anh? Thì đó thì lúc đó ghen nhưng mà về nhà mới hỏi chứ lý do chứ không có ghen đến việc chặn đầu xe này kia hoặc là gọi điện thoại tới tấp cũng có. Hứa nha. Chắc chắn. Bây giờ mình gặp bạn gái rồi mình nhìn thẳng mặt bạn gái đi, mình cảm giác con tim mình như thế nào? Hồi hộp nên nãy giờ cũng không có biết nói gì. Mặc dù trước khi lên thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thôi hát bài tặng cô gái. Em thì không biết hát. Chị cô gái hát bài tặng. Dạ, em tặng anh bài hát ước gì. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tênh. Đời em đã mất anh rồi. Dạ. Trời ơi. Mới cùng vô gặp em mất anh rồi đó. Ta lựa cái đoạn nào đó ta kết thúc. Đoạn mất anh rồi cái kết thúc. Bây giờ em tiến tới đứng gần của gái. Nắm tay cô ấy nói cái gì đó thật là lãng mạn. Cào to ha. Thì nói chung là anh với em có thể quay được nhau thì anh sẽ có một cái tình cảm chân thành chứ không có lằng nhằng. Chắc chắn thấy ông làm em thất vọng. Dạ em, nếu mà anh thực sự anh nói vậy thì cũng đúng với cái mẫu người mà em chọn. À. Mẫu người em chọn nhìn qua tôi. Dạ. Em phải nhìn thẳng vô mắt anh ấy nói. Bắt đầu. Mắc cỡ quá. Cứ nhìn thẳng vô mắt nói, đừng có nhìn qua đây. Người ta hiểu lầm á. Bình tĩnh. Rồi nhìn thẳng vô, nắm tay vô coi cảm nhận thế nào bạn. Nhắm mắt lại, hai người nhắm mắt lại. Hôn nhau luôn đi. Điện của nó truyền chưa? Nhìn nhau kìa, ông mình quay đâu, nhìn nhau kìa, ông mình quay đâu. Thôi hai bạn ngồi xuống đi. Nãy giờ nắm tay nhắm mắt, nói chuyện nhau xong rồi cảm giác thế nào? Nó tăng thêm phần hồi hộp. Tăng thêm phần hồi hộp. Rồi bạn nữ rất là dễ thương nha. Tôi thấy là nó rất là chính cảm. Bấm đi bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút này nó hư sao anh hả? Hư thì em la lên. Tôi có bấm. Chuẩn bị 3 2, 1, hết thời gian. Trời ơi, bấm luôn. Nào bây giờ chúng ta nắm tay nhau. Đây là những cái vé xem phim. Đó. Trời rung quá vậy. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng của hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mẫu người bạn gái em mong muốn là như thế nào? Chăm lo cho gia đình mà chung thủy là được nhiều. Hiền thì có dữ quá. Trời ơi, bà này bà hiền dữ lắm luôn á. Nãy giờ tôi nói cái gì bà cũng ngồi im re, bà cười nhẹ nhàng thôi à. Rồi, bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi. Hy vọng là ngày hôm nay Cát Tường sẽ thành công trong vai trò bà Mai của mình quý vị nha. Hello em trai. Dạ em chào chị. Chờ lâu không? Em chờ cũng không lâu đâu chị. Bây giờ có cảm thấy trong người như thế nào? Hồi hộp lắm. Hơi rùng ha. Dạ. Hít thở sâu, tươi tỉnh lên, đợi chị Tường nha. Rồi. Đây cái ghế đây. Rồi ngồi vô ghế. Rồi em trai có quyền mở mặt nạ ra. Bạn gái của mình đã về vị trí rồi. Em gái giới thiệu trước đi. Em tên là gì và làm công việc gì? Quê quán em ở đâu? Em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Nam ngồi đối diện và chào bạn xem. Em tên là Nguyễn Hương Vi. Năm nay em 32 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Dương. Chị tưởng em cho tầm 25-26 thôi. Thật sự rất trẻ. Dạ em cảm ơn. Bình Dương ở khúc nào? Dạ ở Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một thì cũng gần Thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Còn em trai giới thiệu. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Bình, quê em ở Kiên Giang, 32 tuổi. Em làm ở bên Nhân Trạch, Đồng Nai. Em làm nhân viên kỹ thuật cho công ty điện tử.
Nhân Trạch Đồng Nai mà biết Thủ Dầu Một không? Dạ biết. Đi qua bao xa? 60 cây. Một tuần chúng ta hẹn hò thể gặp mặt nhau được mấy lần hay là bao lâu chúng ta mới gặp nhau được một lần? Chắc một tuần một lần. Các bạn đi làm giờ hành chánh hết đúng không? À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thấy nấu ăn cũng được nhưng mà nó hơi dở xíu. Nhưng mà thích nấu ăn cho người bình thường là mình thích lắm. Người bạn bình thường đó em thích ăn món đó là ok, em sẽ nấu liền. Nhưng mà hiện tại trong cuộc sống là em tự nấu ăn hay là em ra ăn cơm ngoài? Em ăn cơm tiệm. Ồ, ăn cơm tiệm bởi vậy mới vậy chứ mà ăn mình tự nấu là có người chăm sóc là khác liền. Chị thấy em là hơi ốm một chút xíu ha. À, hoặc mày sáng sủa thì hơi ốm thôi. Khuyết điểm gì không? Em hay quên. Làm việc những cái chuyện gì mà nó không đáng em quên hết, là những chuyện gì nó nhớ là em nhớ dài lắm. Thì đúng vậy, được rồi, chi cho đầu óc nó thanh thản đi. Cần nhớ thì nhớ, dạ. Còn gì thì không cần nhớ là hay quên. Cái đó cũng không phải là khuyết điểm đâu. Có tánh xấu gì nữa không? Tánh xấu thì không có đâu. Không có, chắc không? Hiền, dễ bị hiếp. Rồi còn em có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là em sống cũng giản dị. Ưu điểm đó thôi. Có ưu điểm là sống giản dị thôi. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em đó là em ít nói. Em giao tiếp cũng không có được khéo. Hơi rụt rè đúng không? Hơi nhút nhát. Tình trường của em như thế nào? Cách đây khoảng 7 năm thì em đã từng kết hôn. 25 tuổi kết hôn. Có một con trai, năm nay 6 tuổi. Con trai 6 tuổi, giờ con đang ở với ai? Dạ, ở với em. Ở với em. Ba của nó thì hiện giờ ở đâu? Dạ, cũng ở trong Bình Dương luôn chị. Có liên lạc, có thăm nuôi gì không? Dạ, thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Quen gần 1 năm rồi kết hôn về rồi áp lực là làm dâu. Dạ, sau đó 2-3 năm thì bạn em cũng có giới thiệu cho một người bạn. Nhưng mà em tìm hiểu vài tháng thấy cũng không hợp. Vậy là chưa có mối tình nào hết sau đó. Mà em có ngại không khi mà nghe thông tin về cổ như vậy? Dạ không, em cũng là một lần gian dở mà. Bao nhiêu năm rồi em? Thì 2015 tới giờ 4 năm. 2015 là 4 năm, có con không? Dạ, một bé trai, mẹ nuôi. Sau khi hai người ly dị là bạn ấy là lấy chồng luôn. Rồi 4 năm nay thì em có một mối tình nào khác không? Cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm rưỡi nữa. 2 năm rưỡi mà tại sao cũng không được? Không hợp nhau. Không hợp chỗ nào, quen tới 2 năm rưỡi rồi mà không hợp. Người ấy quay lại với bạn trai cũ. Lúc mà quen em á thì bạn trai đi Nhật. Xong cái bạn trai đi Nhật về thì hai người quay lại. Em lắp vô chỗ trống thôi đó. Thôi nói chung là mình cũng đã từng ai cũng gãy đổ rồi. Cũng có nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống rồi. Thì đương nhiên từng biết là các bạn sẽ rất là e ngại khi mà chọn một cái người mới. Nhưng mà mình cũng phải cho mình một cơ hội. Chứ nếu mà mình cứ xét nét, mình lo lắng, mình suy nghĩ nhiều thứ quá thì mình sẽ ở một mình hoài buồn lắm. Đừng để giống chị Tường ha. 15 năm rồi cũng chưa tìm được người vừa ý. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích người đàn ông trầm tính, điềm tĩnh, tâm lý với lại có sống có trách nhiệm. Về ngoại hình? Cao em, trên 1m6. Trên 1m6 không em? Dạ em cao 1m7. 1m7, ok. Nhìn người đó phải đứng hơn em chứ. Đứng là già hơn hả? Chi vậy, tự nhiên muốn người già làm chi? Trời, tao muốn kiếm người trẻ đứng hơn chi. Đừng hút thuốc vậy đi. Có hút thuốc không? Dạ không, em ghét lắm. Dạ, ít thôi. Anh này hơi ốm. Ok không? Em về em tẩm bổ, tại vì nói chung sống một mình thanh niên mà. Xa nhà mà. Không có người chăm sóc nên là hơi ốm một chút xíu nha. Mẫu người bạn gái em mong muốn là như thế nào? Chăm lo cho gia đình mà chung thủy là được nhiều. Nhưng mà hiền quá, đừng có dữ quá. Trời ơi, bà này bà hiền dữ lắm luôn á. Nãy giờ tôi nói cái gì bà cũng ngồi im re, bà cười nhẹ nhàng thôi hà. Đâu, các bạn có chuẩn bị hình phải không? Cho chị Tường xem hình của mình coi nè. Hãy lựa chọn đi. Bạn trai trong tương lai của em là ai? Rồi đưa bên kia coi, tôi lựa cho. Ủa, con tắm một hả? Hãy chọn đi, bạn gái của em là ai? Khó quá hà. Tấm đó đó hả? Không cần gợi ý luôn mà chọn trúng tấm đó đó hả? Hay quá, để đó đi lát coi, phải không? Khó quá hả? Bonus cho em thêm tấm nữa nè. Ốm mà cao. Ốm mà cao. Trời ơi, sao hay vậy? Trời ơi, chọn nhập cái anh đang ngồi luôn. Anh mặc áo cam đang ngồi luôn. Người ta ốm mà cao, cổ chọn cái người ngồi. Hay quá. Để biết xem cái cảm xúc đầu tiên, cái linh cảm đầu tiên của các bạn dành cho nhau có đúng hay không. Chờ các Tường ít phút để mở cửa trái tim nha. Lý do sao chọn cô đó vậy? Linh cảm. Linh cảm hả? Sao bao nhiêu người đứng không chọn, chọn cái anh ngồi thế ghê vậy? Em đoán vậy á. Mà tại sao đoán vậy hay vậy? Rồi, xin mời quý vị hãy xem cái cảm tính của hai bạn này. Hôm nay cái giác quan của hai bạn này là có đúng hay sai nha.
Mở cửa trái tim. Đúng không em? Hay quá luôn, cô này cô hay ghê luôn vậy. Thế trời, em sai rồi. Em là sai rồi đó, bởi vì phụ nữ khi nào giác quan của phụ nữ cũng giỏi hơn đàn ông. Bao nhiêu cái tấm hình ngồi đây không chọn, đứng không chọn, chọn cái thằng cha ngồi thấy tướng thấy ghê không? Mà nghĩ sao sao đi lựa bạn đi hẹn hò bạn gái mà đưa tấm hình ngồi cho hỏi vậy cưng? Là gia đại gia đình vậy mà cũng đoán đúng được, hay thiệt luôn. Đây nè, ảnh đoán em nè. Bây giờ biết cô đó cô nào chưa? Thôi đó chỉ là một cái thử nghiệm đầu tiên cho nó vui thôi ha. Bây giờ là trưa rồi, phải hẹn ăn trưa là cho nên phải ăn nha. Xin mời chương trình hãy cho món ăn của ngày hôm nay. Tặng quà đi cưng. Trời ơi, anh có món quà tặng em. Ờ dạ, em có món quà tặng anh. Vậy dễ thương. Rồi ngồi xuống đi, coi quà gì đây. Hạnh phúc là không chờ đợi. Chờ gì nữa, 32 tuổi là lớn hết rồi, chờ nữa là huốt luôn đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau ha. Một không gian sẽ dành riêng cho hai bạn. Các Tường sẽ cho hai bạn 5 phút vừa trò chuyện và ăn uống với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, cảm ơn chị. Em nói em ở Thủ Dầu Một. Nhà ở đó hay là... Nhà đó, anh là hiện tại anh ở Đồng Nai. Anh ở Nhân Trạch Đồng Nai. Anh ở với anh em hay là ở một mình? Anh ở chỉ một mình thôi. Nên em nhìn anh thế nào? Già quá không? Em có thường hay đi chơi đâu không? Cũng ít lắm, cuối tuần thì hay chở con đi chơi không? Hay đi du lịch đâu xa xa không? Lúc trước có đi mà gần đây thì cũng ít đi. Mình dùng món đi ha. Cái này là cái mì hả? Mì này là mì spaghetti đúng không? Em hay nấu ăn không đâu? Ít lắm rồi. Ít lắm à? Anh cũng đang cần người về nấu ăn cho đi ăn ngoài ngoài khổ quá. Nhiều khi muốn ăn cái món này mà một mình cũng không có thời gian nấu. Nếu một mình nấu ăn cái qua lo chút xíu rồi đâu cần gì nấu nhiều. Được. Có người về là nấu ăn nó mới vui. Anh khoái đi du lịch lắm, đi chơi là vui. Em có thích đi du lịch không? Không thích. Này ngon quá. Còn em là gì, Vi ta? Hương Vi. Hương Vi. Tên đẹp, người cũng đẹp luôn. Ở bên Thủ Dầu Một nó có gì chỗ nào mà chơi vui ta? Thì cũng có quán cà phê, quán ăn rồi. Anh có hay qua đó không? Nhà em gái ở trọ ở bên Tân Nguyên á, cũng gần đó. Hay là lâu lâu qua thăm đó, tại buồn mà nên là qua thăm em gái. Em nói là em cần mọi người ít nói thôi. Ít nói là buồn là sao? Ví dụ như có chuyện gì mà buồn, hai người im lặng rồi không gian nó yên lặng. Tại vì nói nhiều quá thì cũng sợ. Anh này về nhà ít nói chuyện lắm, chỉ đi vô công ty thôi. Tại mà nói nhiều lắm, tại nói cho nó đỡ qua cái thời gian mình làm việc. Về nhà là ít nói chuyện lắm, đóng cửa là ngủ à. Em cao bao nhiêu ta? 1m65 không? Dạ không. 1m62? 58. 58 hả? Sao em ngồi nhìn giống cao quá. 1m58 em cần chi? Em cần người chi mà lên hơn 1m60. Em phải 60 là được rồi. Dạ. 60 để lên là đủ chuẩn. Còn ai học lớp mấy rồi? Trong trường này là vô lớp 1. Có dịp nào qua bên Đồng Nai chơi? Mình nên dẫn đi chơi, nhiều chỗ đi chơi cũng vui đó, nhiều khu du lịch. Tháng liền anh có nghe nói mà cũng chưa đi tới nữa. Còn nhiều chỗ nó hay hơn nữa. Rồi, mì ngon không? Ngon chị. Rồi, được ăn, chị Tường đâu được ăn đâu, mắt quay đâu được ăn đâu. Chia sẻ được nhiều không? Dạ, cũng nhiều. Em định là mình sẽ lập nghiệp ở đây luôn hay là mình sẽ về quê? Em định lập nghiệp ở đây luôn chị. Có dự kiến, ví dụ như mà mình lập gia đình thì mình sẽ, dù có dự kiến về tương lai bao lâu thì mình sẽ có nhà, có cửa để mà ổn định. Em giờ đang dình dùm cũng số vốn tính mua đất. Mua đất. Dạ, mua đất. Công việc em là ổn định rồi đúng không? Dạ, cũng đang xác định là làm ở trong này luôn. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của em là như thế nào? Em nghĩ là hai người là phải tin tưởng. Bạn gái em đang có nuôi một con riêng như vậy thì em có ngại vấn đề đó không? Dạ không.
Em cũng thích con nít lắm. Thích con nít lắm hả? Ok. Rồi bây giờ chị Tường sẽ có một trò chơi dành cho hai bạn cho không khí nó vui lên một chút xíu nha. Tường có những cái yêu cầu trong này. À, các bạn bóc lá thăm này rồi các bạn yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này được không? Dạ được. Rồi. Bạn gái trước. Em hãy yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Ưu tiên bạn nữ nha. Rồi đọc lớn lên đi em. Bạn hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Hôn ai và ở đâu? Quá đơn giản. Rồi nói đi. Em hôn lúc lớp 6 là bao nhiêu tuổi chị? Trời ơi, 12 tuổi, không ai. Không, cái bạn nữ kế bên lớp. Cái bạn nữ đó giống như là đang thích em vậy đó. Em muốn nó đi học lúc ở dưới mà quê lên đó. Nhưng ra thị xã học. Đâu biết chưa đâu gì đâu. Lúc đó em để bóng tay dài dài vậy nè, đẹp, đẹp lắm. Cái bạn nữ đó họ thích thích cái bóng tay của em dài vậy nè. Cái bạn ấy tỏ tình với em, biết thương, ngày nào cũng biết thương với em. Ngày nào cũng đi xe đạp đó vậy. Ngày nào cũng xuống chở em đi học. Còn người ta không hung em, mắc gì em hung ta? Người ta hung em trước, xong em hung lại. Má dặn là ai hung mình hung lại. Con nít quỷ. Mới lớp 6 không lo đi học mà lo hung hết rồi hà. Rồi hung ở đâu? Chắc hung trong lớp. Hung trong lớp luôn? Liền mà. Hung lén hay là hung công khai? Hung lúc giờ ra chơi. Còn mấy có ai thấy không? Chắc không đâu. Dễ sợ. Rồi mời em. Hãy đọc cái yêu cầu dành cho bạn nữ. Khó là điểm không thích ở đối phương. Cái này khó. Nói thật nha. Chưa đủ sự chính xác. Bạn cảm nhận như thế nào về nhận xét của cô ấy? Bạn ấy nhận xét em thì em cũng ý kiến thì chị chính chắn thì em đã đủ rồi đó, chứ không phải là chưa đâu. Em đã xác định là thương, chứ không phải là thương người này mà thương người khác nữa. Ý em không chính chắn là không chính chắn ở điểm nào? Có thể tuổi đời và sự từng trải chưa có được nhiều quá chị. Thế là em muốn người lớn tuổi hơn em đúng không? Hồi nãy cô ấy thích là cái người đàn ông nhìn phải già dặn một chút. Hai bạn thì bằng tuổi nhau thì, nhưng mà anh ấy cũng đã từng trải qua một cái hôn nhân đổ vỡ với em rồi. Nhiều khi bên ngoài của anh vậy thôi, nhưng chị nghĩ đây cũng là một người rất là trầm tính và sâu sắc. Tại vì ai đã gãy đổ thì đơn giản là không thể nào mà họ đơn giản như những người bình thường được. Họ phải có cái chiều sâu. Họ cũng trải qua những cái cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống rồi. Tuy nhiên là đây là lần đầu tiên gặp mặt. Các bạn cũng chưa thể nào đủ cái điều kiện để mà chúng ta trao đổi hết được. Ăn thua là các bạn có cảm xúc như thế nào? Hiện tại em cảm trong lòng em cảm thấy như thế nào và em có suy nghĩ gì về người bạn gái ngồi đối diện? Em thấy như là rung động xíu. Rung động. Dạ. Thế bạn thấy cũng hiền, cũng nói ăn nói nhẹ, cũng giống như là cái mẫu người em đang tìm. Chỉ biết nấu ăn ngon nhưng mà chăm lo gia đình là em. Rồi, thì thật sự đến với chương trình hẹn trưa đó thì các Tường cũng chỉ cho các bạn một cái cơ hội thôi. Còn có nắm bắt được cái cơ hội đó hay không là ăn thua mình, quyền quyết định là ở các bạn nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta nè, bạn bè nè, đồng nghiệp của các bạn như theo nè ha. Rồi người nhà gia đình của mình cũng đang theo dõi chương trình và rất nhiều khán giả khắp nơi đang theo dõi. Chúng ta đưa ra quyết định, bây giờ là cái thời khắc quan trọng nhất là chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò hay không. Chúng ta không đồng ý, chúng ta không rung động, chúng ta không có cảm xúc, chúng ta có quyền không bấm. Đó là quyền của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta phải nhấn thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý, chúng ta hãy lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn nữ vẫn không bấm? Dạ, cho em nói lại xin lỗi với bạn nam trước. Xin lỗi ekip chương trình và mọi người ở trường quay này. Em sống lệ thuộc về hay lệ thuộc về cảm xúc đó. Em không có cái cảm xúc ban đầu cho nên em nghĩ như vậy là chân thật cho cả hai. Đúng rồi, không, ngay từ đầu thì Tường đã nói rồi, cái cảm xúc của mình là quan trọng nhất. Ở đây thì không đủ thời gian để mình hiểu nhau hết đâu. Ở đây chỉ là cái mình đo cảm xúc trái tim của mình thôi. Rồi mời hai bạn đứng lên hai bên ạ. Kính thưa quý vị, mặc dù là với cương vị là một bà mai, Tường đã không có làm tròn được trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Tường cũng rất là buồn. Không biết quý vị khán giả thì cảm thấy như thế nào, có tiếc nuối cho cặp đôi này hay không. Tuy nhiên với tiêu chí của chương trình, chúng ta chỉ bấm nút khi chúng ta thực sự có cảm giác, có linh cảm và trái tim chúng ta rung động rằng đối phương sẽ là một nửa của mình. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình trong tương lai nha. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị hãy theo dõi và nhấn subscribe ủng hộ kênh quý vị nha. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.
Rồi đó hiểu chuyện rồi, biết trên biết dưới, cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình. Nếu mà yêu chân thành thì cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chứ đừng có mà gian ngang rồi bắt đầu rãng rồi từ bỏ. Thì em lo vậy không à, em chỉ lo sự nghiệp em là chính, còn cái chuyện trai gái em có để ý. Khi mình quảnh lại thì mình cũng đã hơn 30 rồi chị, nên cũng thấy giật mình, nên cũng mạnh dạn đăng ký thử cái chương trình, biết đâu thì có cơ duyên giúp lôi. Em không thích nói xạo, nhiều bạn nghĩ là nói đùa, nói xạo cho vui, chứ mẹ em không thích, không gia trưởng, không hút thuốc, nhậu thì nhậu ít thôi, thôi đừng có nghiện. Nếu mà biết nói ăn thì càng tốt, và sẵn sàng phụ giúp công việc nhà, trang sẻ công việc nhà. Chọn xế đầu năm ngập tràn may mắn, tặng ngay 6 triệu đồng thì mua Free Go S, tặng ngay 4 triệu đồng thì mua Free Go, tặng ngay 2 triệu đồng thì mua Grande Janus, mua Exciter 155, chúng phụ trợ chuyến đi xe mô tô GP tại Malaysia. Nhân dịp năm mới xuân Nhâm Dần, Cát Tường và Hứa Minh Đạt khai mạc cho chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vạn sự như ý phải nói theo là có là ta Cát Tường như ý, mà em vạn sự như ý là em dành lời chúc Tết của chị rồi. Nhưng mà không sao cả, một năm trôi qua rồi, Cát Tường với Hứa Minh Đạt rất rất là cảm ơn quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, và hy vọng là qua năm mới quý vị cũng tiếp tục là yêu thương. Đó là một cái động lực rất là lớn cho Cát Tường, Hứa Minh Đạt cũng như ekip thực hiện chương trình, càng ngày càng cho ra đời nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa, nhân văn hơn nữa để phục vụ quý vị khán giả. Và một lời cuối cùng là năm mới năm Nhâm Dần là năm con hổ, chúng ta sẽ làm việc có một sức khỏe như con hổ để cho chúng ta đạt được tất cả những cái ý nguyện, những cái công việc của mình. Chúc mừng năm mới. Yeah. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Quý vị ơi, một tuần rồi Tường cũng nhớ quý vị dữ lắm, và ngày hôm nay Tường sẽ cố gắng hết sức của mình để mai mối thành công hai cặp đôi ngày càng tốt nha quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón 4 nhân vật của ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đầu tiên cho Cát Tường được giao lưu với bạn nữ đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào ba bạn và chào khán giả đang xem chương trình ạ. Bạn trai ở ô cửa màu đỏ, lên tiếng đi em trai ơi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả đang xem chương trình ạ. Rồi, đường truyền của em ổn định rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu xanh. Dạ, em chào tất cả mọi người ạ. Và một bạn cuối cùng, bạn nam ngồi ở ô cửa màu xanh. Dạ, em chị Cát Tường ạ. Ba bạn còn lại và quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Thưa quý vị khán giả, chỉ có Cát Tường hiện tại mới thấy được 4 bạn thôi ha, chứ còn thật ra 4 bạn này là chưa có thấy nhau. Kệ cho nó từ từ, đoán tò mò vậy nó mới vui quý vị ơi. Bạn gái ở ô cửa màu đỏ, em giới thiệu một chút về em đi, em tên là gì? Em xin chào quý khán giả, chào chị Cát Tường. Em tên là Thái Thị Bảo Yến, em 27 tuổi, hiện em đang sống ở Tây Ninh và sống cùng mẹ và cậu ạ. Hiện tại thì mình đang làm công việc gì á Yến? Hiện tại là em đang buôn bán mỹ phẩm ạ. Rồi, thế thì bạn nam ở ô cửa màu đỏ, em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em tên là Lê Duy Tuyển, em hiện tại cũng đang sống ở Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là nhân viên cây xăng của công ty Petrolin. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 30 tuổi ạ. Chà, trước tiên không biết trùng khớp cái gì mà hai người cùng ở Tây Ninh với nhau, thì cái chuyện mà hẹn hò cũng tương đối dễ. Đâu bây giờ Tuyển với Yến giao lưu cho chị thử coi, mình là Tây Ninh mà có gần nhau hay không? Dạ, anh ở Tây Ninh nào? Anh ở huyện nào vậy? Anh ở huyện Tân Châu á em. Em ở huyện nào thế? Em ở thành phố Tây Ninh nè. Vậy cũng gần mà, trời ơi, chạy nhau quá à, rủ nhau đi uống cà phê đồ hẹn hò cũng dễ ha. Trước tiên là mình có thêm một người bạn rồi nè, bây giờ mình mới từ từ mình tìm hiểu thêm về cái tình yêu. Rồi, bây giờ thì mình qua đến hai bạn ngồi ở ô cửa màu xanh nha. Em gái ơi, mình tên là gì? Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Trà Giang, em 25 tuổi, quê ở Đồng Tháp, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, cứ năng làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là huấn luyện viên yoga. Rồi, chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu xanh, cho chị Tường vài thông tin về mình đi nè. Em chào chị MC Cát Tường ạ. Em tên Đỗ Thanh Tùng, em đến từ Khánh Hòa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tùng là mình đang làm công việc gì á Tùng? Dạ, em đang dạy cho kho học cơ bản, bộ môn tin học ạ. Giảng viên dạy ở đâu? Đại học Văn Lang chị. Tùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 31 tuổi chị. Dạ vậy là hôm nay mình thấy tương đối là các bạn cũng đều là các bạn cái tuổi, lứa tuổi cũng sắp xỉ tương đối với nhau ha.
Khi mình đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc, cơ hội của mình được nhân đôi. Nhân đôi là sao? Có nghĩa là ngồi sắp ngồi ở ô cửa màu xanh hay ô cửa màu đỏ, đó chẳng qua là biên tập nè, chỉ cách tường nè, là tạm ghép thôi, là dự ghép thôi, là theo cái chủ quan của cái người ghép. Còn các bạn là hôm nay một người mình có tới hai cơ hội, mình ngồi ô màu xanh mình cũng có quyền thích anh màu đỏ, mình ngồi ở ô màu đỏ mình cũng có thích cô màu xanh, chứ không phải là tôi ghép đâu là các bạn ưng đó nha, tùy nha. Cho nên bây giờ hãy tập trung, tỉnh táo và xem clip giới thiệu về các bạn nha. Nếu được hỏi vùng miền nào ở Việt Nam có nhiều con gái đẹp nhất, miền Tây sẽ là một trong những đáp án. Em xin tự giới thiệu, em là con gái miền Tây, vùng Hoa Sen, Đồng Tháp, rất vui được làm quen với mọi người. Em tên là Trà Giang, 25 tuổi. Từ bé em ít sống với bố mẹ nên dần dần bản tính trở nên nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông và mặc cảm về diện mạo bên ngoài. Chính vì thế em đã cố gắng thay đổi bản thân. Chính yoga đã làm em thay đổi. Liệu đó có phải là lý do duy nhất hay còn lý do nào khác? Em sẽ kể cho mọi người biết sau nhé. Chào mọi người, tôi là Lê Duy Tuyển, 30 tuổi, chiều cao 1m74. Tôi sống cùng ba mẹ tại Tây Ninh. Trước đây tôi từng đi bộ đội và hiện tại tôi đang là nhân viên trạm xăng. Thời gian làm thì từ 5 rưỡi sáng cho đến 6 giờ rưỡi tối. Mình làm việc và sinh sống và ngủ luôn ở cây xăng luôn. Ăn uống thì do anh chị quản lý nấu nướng. Với tính cách hiền lành, thật thà, vui vẻ và cũng nhờ môi trường quân đội nên tôi rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không vì thế mà dễ dàng trong tình cảm yêu đương đâu nhé. Thà chọn đúng người chứ không vì ế mà chọn đại. Xin chào mọi người, mình đang ở trong một cái ngôi nhà của dì của em cho mấy đứa cháu ở, còn ba mẹ em thì ở ngồi Khánh Hòa. Đây là cái khoảng không gian làm việc của mình. Thì do mình thường xuyên dạy online nên cái nhu cầu thiết bị của mình cũng tương đối là đầy đủ. Và đây là cái phòng ngủ của mình. Và đây là cái tủ sách của mình. Thì mình rất thích đọc những cái quyển sách. Thứ nhất là liên quan vào pháp luật, và thứ hai đó là tư duy lãnh đạo. Cái cuốn sách này nó đem lại cho mình cái góc nhìn rất là hay, rất là ấn tượng về cái tài lãnh đạo của các nhà doanh nhân trên thế giới, để mình có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và phát triển. Các bạn nữ nào mong muốn có thể là kết nối với mình thì mình cũng sẽ có thể là trang trải cho các bạn một cuộc sống tốt hơn, có nhà, có cửa, có xe hơi. Tây Ninh, nơi em sinh ra và lớn lên với nhiều kỷ niệm. Gia đình em buôn bán bánh đa, thuộc diện lao động nghèo. Ba mất sớm, bỏ lại mẹ và hai chị em khi tuổi còn rất nhỏ. Kinh tế khó khăn, công tiền đóng học phí nên buộc phải nghỉ học. Mỗi khi phụ mẹ đi rửa chén thuê, thấy các bạn cùng trang lứa mặc áo dài, em rất thích. Nhưng cũng nhờ vay tiền học phí từ ủy ban xã nên bây giờ em cũng đã tốt nghiệp hệ cao đẳng và đang tiếp tục hệ đại học. Song song đó, em cũng có tham gia công tác đoàn tại xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Và đây là thành tích của em: giải ba đơn ca thành phố Tây Ninh và nhiều bằng khen thành tích hoạt động nhiều năm liền. Em tên là Bảo Yến, 27 tuổi. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bốn cái clip nào cũng ấn tượng hết quý vị khán giả ơi. Quý vị xem tới đó thì quý vị ấn tượng với có ghép được cái cặp đôi nào với nhau chưa, quý vị cũng thử dự đoán đi nha. Bây giờ chị Tường sẽ hỏi Yến là đang ngồi ở ô cửa màu đỏ nha, hai người bạn trai trong chương trình ngày hôm nay, thì em có ấn tượng và có suy nghĩ như thế nào? Em thấy thì hai hoàn cảnh sắp khác nhau giữa thành thị và nông thôn. Với em thì em thấy là mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn ngon và ca hát. Nãy chị có thấy rồi, thấy em có đoạt giải ba đồ tiếng hát đồ ở dưới Tây Ninh của mình nha. Em có thể điểm sơ bộ một chút xíu là năm 15 tuổi đến nay thì cái cuộc sống của em nó đã diễn ra như thế nào? Học xong thì em cô mẹ đi làm, xong rồi em mới được điều kiện đi học lại. Rồi vô sinh viên em cũng vẫn đi làm thêm buổi tối, cuộc sống hơi cực từ bé. Rồi hiện tại thì em đang sống với mẹ, mẹ như thế nào? Dạ, hiện tại thì em đang sống với mẹ và cậu, còn cậu thì thuộc dạng bị tâm thần. Là tâm thần là xong mới bị xong hay là bị từ xưa đến giờ? Bị từ lúc hồi nhỏ rồi, tại do chiến tranh, ảnh hưởng của chiến tranh. Như vậy thì hiện tại mẹ còn đi làm được không Yến? Dạ, mẹ em vẫn có đi làm tại nhà nấu bánh đa. Mình là con một, mở bánh đa. Vậy còn chị thì làm cái gì, có phụ gia đình hay là ở xã lấy chồng rồi hay là còn ở nhà? Dạ, chị em thì có gia đình rồi mà ở bên chồng. Chị thì cũng là công nhân lao động thôi. Hồi nãy chị nghe nói là em có hoạt động đoàn ở trên phường, rồi bây giờ là mình có bán hàng online nữa hả cưng? Dạ, hồi trước thì em còn làm ở xã, em làm bên đoàn thanh niên. Nhưng mà do là tình hình kinh tế với lại là gia đình thấy cũng đi nhiều quá nên gia đình cũng kêu nghỉ.
Chị cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình mình cũng hơi khó khăn một chút ha, nhưng mà không sao cả, em rất là trẻ nè, chị thấy em rất là năng động, rất là giỏi luôn, thì chắc chắn là cuộc sống của mình sẽ mỗi ngày mỗi tốt hơn. Rồi bây giờ chị chào Tuyển nha. Với Tuyển thì Tuyển thấy là bản thân mình là có những cái điểm mạnh điểm yếu gì nè? Điểm mạnh của em thì em không rõ nữa, mà điểm yếu của em thì chắc là do anh nói là kém, nhát gái. Nay có chị Tường ủng hộ, ráng nói lên chứ bây giờ im ru là không ai hiểu mình gì đâu mà người ta làm quen với mình. Mạnh mẽ lên. Rồi cái hoàn cảnh của gia đình em như thế nào, em chia sẻ một chút coi, mình đang sống với ai, nhà có đông anh chị em không? Nhà nằm đông, mà gia đình em thì có ba mẹ, em và em trai. Rồi. Em đang sống cùng ba mẹ. Hồi nãy chị nghe là em ngủ luôn ở cây xăng mà, nhà mình có gần cây xăng không? Dạ, nhà em cách cây xăng chỉ 3 cây rồi. Có 3 cây rồi. Giờ này dịch quá, ít về chị. Là do dịch nên mình mới ở ngủ lại cây xăng luôn, ăn uống nó luôn, chứ bình thường thì mình sống ở nhà đúng không? Bình thường thì ngày em chạy về 2-3 lần. À, hiểu rồi. Mình nhìn quay với cặp đôi màu xanh nè, để đôi hai bạn này nôn nóng lắm rồi nè. Tùng ơi, nhà mình là ở Nha Trang, còn bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh là đang sống nhà của cô đúng không? Dạ, dạ, của dì ạ, dì mua ạ. À, dì họ mua cho mấy cháu ở rồi. Bây giờ chị hỏi thiệt là sau này mình định hướng đó, nếu mà mình lập gia đình lấy vợ đó, là mình sẽ sinh sống ở đâu nè? Em định hướng là sau khi lập gia đình lấy vợ thì em ở thành phố ạ. Rồi mình có cái kế hoạch gì? Đang cố gắng. Hiện giờ đang cố gắng phấn đấu để mua nhà cho thành phố Hồ Chí Minh nè chị. Vậy chị cắt kế hoạch là mấy năm? Chắc khoảng 3 năm. Thế thì nhà mình ở quê đó, là hoàn cảnh gia đình mình sao? Rồi bây giờ em đi làm là em tích góp dành dụm cho bản thân mình để sau này mình trụ lại ở thành phố, hay là giờ mình có phải gánh nặng nuôi cha nuôi mẹ hay nuôi anh nuôi em gì, ăn học gì nữa không? Ở trong gia đình em thì chỉ có em ăn học đến nơi đến chốn thôi. Và cái công việc của em nó tương đối ổn định, về thu nhập thì cũng dạng khá. Thì hồi xưa thì ba mẹ nuôi mình, thì bây giờ ba mẹ lớn rồi không có kiếm đồng ra đồng vô, thì bản thân em vẫn chu cấp, dù mẹ em vẫn còn là mẹ em làm công nhân, nhưng mà bản thân mình cảm thấy mình báo hiếu lúc nào thì mình cứ báo hiếu chị ạ. Cho tôi hỏi sơ sơ, cái dịch có bị ảnh hưởng công việc không? Nói chung đại dịch Covid này thì ai cũng ảnh hưởng giống nhau ấy chị, nhưng mà quan trọng là nhiều ít. Thì bên cái ngành của em thì cũng có ảnh hưởng, nhưng nó cũng ít thôi chị, chứ nó không có nhiều. Tại vì giáo dục em có thể dạy online được chị. Giờ có thể tiết lộ nhẹ cho chị Tường không, là ví dụ như cái lương của mình trung bình là khoảng tầm được bao nhiêu không? Để vừa mua nhà, tôi nghe mua nhà to lắm, mua nhà chỗ tôi chị Tường ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm mới mua được cái nhà đó. Tùy theo túi tiền, là chị to thì mình mua to, nhỏ thì mình mua nhỏ thôi chị, chứ không có còn phải vài cầu toàn vậy. Còn cái việc mà mức lương thì hiện giờ thì cũng trên 20 triệu một tháng chị. Trời ơi, vậy là quá cao luôn á. Trời ơi, mùa dịch này mà ông ở nhà mà ông làm được lương mà 20 triệu một tháng là ông đỉnh của thiên hạ luôn rồi đó. Ủa rồi mình nhà đông anh chị em không? Hiện tại thì nhà em thì có 4 anh chị em, nhưng mà hai anh đầu thì có vợ, có gia đình, có nhà riêng, còn em gái thì lấy chồng ở Nha Trang chị, có mình em ở thành phố rồi chị. Điểm mạnh thấy cũng nhiều rồi đó. Bây giờ bản thân mình thì mình có cái khuyết điểm hay có cái tật xấu gì không nè? Thì tính tình của em nó thẳng thắn lắm chị. Có sao em nói vậy à, bộc trực lắm chị. Bạn gái rồi lúc trước em cũng có quen, nhưng mà do em công việc em nhiều quá, tại vì lúc đầu tiên á thì em lo dạy không à. Em chỉ lo sự nghiệp em là chính, còn cái chuyện trai gái em có để ý. Khi mình quảnh lại thì mình cũng đã hơn 30 rồi chị. Nên cũng thấy giật mình, nên cũng mạnh dạn đăng ký thử cái chương trình, biết đâu thì có cơ duyên kiếp lôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cô gái cuối cùng của ngày hôm nay nè. Cô gái ngồi ở ô cửa màu xanh nè, Trà Giang. Điểm mạnh của em á, thì cũng giống như bạn Nam lúc nãy, là cũng khá là thẳng thắn, thật thà, và có cái gì rõ ràng. Em lúc nào em cũng muốn rõ ràng trong mọi việc hết. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà nấu cũng bình thường thôi, cũng không có ngon lắm. Em khá là độc lập, với lại biết tự chăm sóc bản thân mình. Trước đây thì em cũng không có ở gần ba mẹ, nên là thời gian đó thì em cũng tự lập một mình em. Ủa tại sao không sống cùng ba mẹ? Lúc mà học cấp 2 và cấp 3 thì em ở nhà cô. Khi mà lên đại học thì khoảng 7-8 năm thì em ở đây ạ. Sao, tại sao ở với cô mà không ở với ba mẹ? Dạ, tại vì gia đình em thì ba mẹ cũng hay gây gỗ với nhau á. Ba em cũng thường xuyên nhậu nhẹt á. Mẹ em sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em, nên là cho em ở nhà cô em suốt tầm 10 năm. 10 năm như vậy luôn? Nhưng mà ba mẹ là vẫn sống chung với nhau? Dạ, vẫn sống. Cuối tuần thì em về chơi, còn trong tuần thì em ở nhà cô. Trời, ai rồi. Cũng có hoàn cảnh hết trơn nha. Em ở một mình cũng quen rồi, em thấy khá là thoải mái, nên là khi về nhà thì em cũng không còn thấy thoải mái nữa.
Thế bao lâu mới về quê một lần? Lúc trước còn đi học thì tầm vài tháng thì em về một lần. Còn bây giờ đi làm thì khi nào có thời gian rảnh mới về. Thế thì bây giờ là mình có một số những cái thông tin về các bạn. Bây giờ Tường muốn là sâu hơn một chút xíu, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình yêu ha. Hôm nay chủ đề chính của mình là tình yêu mà. Để mình kết nối về cái lương duyên đúng không? Quay trở lại với Yến nè. Mình kể một chút xíu về tình trường của mình ha. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Và cái mối tình nào mà em đã trải qua mà gây cho em nhiều cái ấn tượng nhất? Thì em đã trải qua 3 mối tình, mà cái mối tình mà khiến em khắc cốt ghi tâm và đau lòng nhất là mối tình thứ 3. Chia tay là do đối phương và áp lực là do gia đình ngăn cấm. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Dạ cũng được nửa năm. Ai là người chủ động nói chia tay? Anh ấy nói chia tay ạ. Anh ấy nói chia tay, mà em có tìm hiểu nguyên nhân chính cái mâu thuẫn của hai người là cái gì không? Chắc là do gia đình xem trọng môn đăng môn đối. Lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em buồn nhiều không? Khóc, khóc nhiều lắm. 3 tháng đầu là giống như là người sắp chết. Cái này chị nghĩ rằng là có vẻ là em bị tủi thân, mình chạm vô cái lòng tự trọng của mình đúng không? Dạ thì nói chung là thì mình cũng nghĩ tới gia đình, với lại mình nghĩ mình phải yêu thương bản thân mình nhiều và yêu thương gia đình mình nhiều hơn, tại vì gia đình mình không bao giờ rời xa mà bỏ mình. Thật ra đối với chị thấy rằng là nếu mà sinh ra mà đã sung sướng sẵn thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi mà mình sinh ra, dù cái gì cuộc sống của mình nó có khó khăn, hoàn cảnh mình nó có khó khăn, nhưng mà mình đã vượt lên được cái những cái khó khăn đó mà mình vẫn phát triển tốt, thì cái đó là mình phải đáng quý, đáng trân trọng. Rồi em sẽ tìm được một cái người đàn ông mà họ hiểu được cái giá trị của em. Cho nên là không có buồn vì những cái chuyện đã qua nữa. Bỏ nha, không mai mốt nhắc tới là không có khóc gì nữa, coi như nó qua cuộc đời mình rồi, đi qua luôn. Thế bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người là bạn trai là người như thế nào nè? Nghề nghiệp ổn định và không gia trưởng, biết quý nghĩ, biết hiểu cho em. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích con trai hút thuốc. Tuyển, em có hút thuốc không? Dạ em có chị ơi. Trời ơi, đi bộ đội mà còn hút thuốc nữa, bỏ đi. Bây giờ qua với Tuyển nè. Tuyển thì tình trường của mình như thế nào? Tuyển, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ đó rồi, em chưa có mối tình chính thức nào chị ơi. Wow, 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết nha. Vậy là còn zin 100% như tờ giấy trắng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Hèn chi ông nhát thấy sợ luôn. Rồi bây giờ ông không có tình cờ, không có kinh nghiệm gì hết trơn. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái rồi sao nè? Ví dụ ngày hôm nay là chị giới thiệu được cho mình người bạn gái, thì bây giờ theo em thì giờ ở Tây Ninh nè, mình hẹn hò là mình sẽ đưa bạn gái đi chơi ở đâu? Em cũng ít đi chơi lắm chị ơi, hầu như là không có đi chơi luôn chị. Nếu em ở Sài Gòn là chị chỉ em rồi, nhưng bây giờ em ở Tây Ninh chị đâu có biết. Tây Ninh thì chị có đi núi Bà Đen. Núi Bà Đen xa hơn tàu. Rồi giờ tôi hỏi nhỏ một câu nữa nè, biết hôn không? Hồi đó giờ có hôn ai chưa? Có hôn người phụ nữ nào chưa? Dạ chưa chị ơi. Rồi biết hôn không? Cái này em không rõ nè. Trời ơi không rồi làm sao? Trời ơi gì mà ngại đỏ mặt vậy? Rồi làm sao bây giờ có bạn gái là làm thế nào? Tại vì mình là thanh niên mình phải chủ động chứ, không lẽ cô gái sao cô chủ động? Rồi em nhát như vậy rồi gặp cô gái cô cũng nhát nữa, rồi làm sao tiến tới? Tùng ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị các bạn. Trời ơi em cứu hồn Tuyển cái coi. Trời ơi làm mất mặt đàn ông quá tên Tùng. Dạ chắc bạn đấy đi bộ đội môi trường nam nhiều quá, đôi lúc mà cũng không có giao lưu tiếp xúc nhiều với những bạn nữ. Hoặc là do cái tính của bạn đó nó trầm lặng với lại ít cái giao tiếp, nên đâm ra bạn đó nhút nhát thôi. Cố gắng lên Tiểu ơi. Đàn ông mà mình cố gắng lên, biết đâu vận may sẽ đến với mình thôi. Cố gắng lên Tiểu ơi. Đàn ông mà mình cố gắng lên, biết đâu vận may sẽ đến với mình thôi. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ tự tin lên nha Tuyển nha, không có gì ngại ngùng hết. Đó là bản lĩnh, đó là cái con người đàn ông là nó phải như vậy. Nào bây giờ nghe anh Tùng nói nè, anh Tùng ghê lắm, anh Tùng tình trường sao anh Tùng? Thì nói chung thì em có 2 mối tình chính thức chị. Còn không chính thức là bao nhiêu? Không chính thức là sinh viên nước trời rớt em nhiều lắm, em cũng không biết. Rồi ok. Thế thì 2 cái mối tình đó, cái mối tình nào mà gây lại cho em nhiều cái ấn tượng nhất? Cái mối tình mà gây cho em nhiều ấn tượng sâu đậm và nó đau khổ nhất là mối tình đầu tiên chị. Tại vì cái mối tình này thì em gặp cô ấy á, trong cái giai đoạn là em dạy cô ấy ở trung tâm. Thầy giáo dạy học trò của mình hả? Dạ ngồi cái công tác mà ngồi em công tác ở trường thì em còn dạy một cái số chứng chỉ quốc tế ở những cái trung tâm nữa chị. Thì đầu tiên thì em gặp bạn đó, ấn tượng bạn đó là cái dầu thơm của bạn đó. Thứ hai là cái khuôn mặt của bạn đó rất là dễ thương. Thì em cứ dạy mà em cứ đĩa biết rồi chị. Còn cái thầy giáo không lo dạy, thầy giáo cứ lo hửi con. Em thì công việc, đứa đây công việc chị. Nhưng mà ý là mình hơi chuối.
Mày điếc mà nó ăn chút vậy. Sau khi em dạy bạn đó xong thì bạn đó cũng hay mua bánh cho em lắm vậy. Cái nghĩa là em mới thầy, em tặng thầy cái này, em tặng thầy cái kia. Năm đó em khoảng 24, 25 tuổi ấy chị, là em mới bắt đầu yêu. Sau này em tìm hiểu ra thì em mới biết một cái sự thật rất là bất ngờ, đó là bạn ấy có gia đình rồi. Nhưng mà bạn ấy giấu em. Bạn ấy mới có ly thân chứ chưa ly dị. Thì em rất là đau khổ, em rất là buồn và em khóc luôn á chị. Lần đầu tiên em khóc luôn, em hát trước mặt bạn đó luôn á chị. Là có nghĩa là quen với em một thời gian nửa năm mà em mới phát hiện là bạn đó là có chồng rồi. Quan niệm của em khi em quen á là em tôn trọng đối phương lắm chị. Em không có soi mối cái chuyện đời tư. Tại vì khi mình quen thì mình cũng chưa là gì của nhau. Khi nào mình là vợ chồng thì mình mới gò bó, nên em đỡ bạn đó thoải mái lắm chị. Sao em phát hiện là bố tự thú? Lúc em dạy á thì em có bạn đồng nghiệp, nó nói là Tùng Tùng ơi, hình như tôi biết nó có chồng hay sao á. Xong cái em hỏi sao mày biết? Bạn nói tôi thấy nó đeo cái nhẫn á. Thì không, mà không phải là cái nhẫn mà cái nhẫn vàng nha chị, mà cái nhẫn mấy bạn nữ hay đeo á, nhưng mà đeo con trỏ như con út á chị. Đeo cái món đó á, mà nó đeo hai ba cái luôn. Em nghĩ là gái mà ai mà không đeo giống nhau, mày đen đi quá. Xong em mới vô Facebook để em tìm, nhưng mà xui một cái là khi em kéo xuống đến cái hình cuối cùng mà bạn đính hôn á thì em lại không kéo. Giờ ơi đất hỡi, sao em lại quay lên lại mà em kéo xuống một chiếu là em đã thấy nào. Không có chờ sự kiên nhẫn, không có sự kiên nhẫn. Rồi cuối cùng em cũng mới nói với gia đình. Nói chung gia đình em cũng dễ lắm chị, một đời chồng hai đời chồng cũng quan trọng chị, nhưng mà quan trọng là mình sống, mình hiểu và mình biết, mình thông cảm cho nhau là được. Em cũng không quan trọng cái chuyện đó chị, quan trọng là hai người thương nhau thật lòng là được chị. Thì em có nói với bạn đó là thôi khi nào em xong thủ tục rồi anh em quen chính thức, chứ bây giờ mình đang vi phạm pháp luật hôn nhân một vợ một chồng. Thì em cũng tìm hiểu về pháp luật, em biết cũng biết chuyện đó, nhưng mà bên đó họ thì là họ không có biết khi nào bên kia là xong, có nghĩa là cái thời gian họ là họ không có biết chị. Có nghĩa là lúc xong thì không có ly dị. Rồi, dạ, đúng rồi. Khi nào xong thì họ cũng không biết nữa, thì em đâu có biết, mình phải cho một cái khoảng thời gian cụ thể. Còn đây bên đó họ không biết, sao bên đây mình biết được? Thôi em chia tay luôn chị. Đó là đau khổ lắm vậy. Thề một lần đau với chị. Muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đừng cái gì cũng biết, mà biết điều là không biết là em không thích rồi đó. Có cái tiêu chuẩn không? Bên ngoài như thế nào không? Biết đều. Thứ hai là dễ nhìn. Thứ ba là có công việc nhưng mà không còn dễ nhìn là tiền phải... Là mình thấy được thôi chứ em không cần phải xinh đẹp lắm chị. Quan trọng em rồi, đánh giá cao là người tính tình thôi chị. Chứ còn bờ ngồi thì mình có thể đập xây lại mà được mà chị. Đập xây lại hả? Mày đúng rồi, mình có điều kiện mà, mình đập xây lại được mà. Trời ơi, nghe anh Tùng nói mà Giang cười quá trời cười luôn kìa. Em thấy anh Tùng nói chuyện rất là vui tính. Rất là em vui ha. Đây còn bạn đã cũng trải qua nhiều mối tình rồi, mối tình sâu sắc nhất là cách đây 2 năm, quen rồi nhau được tầm gần 2 năm và chia tay gần 2 năm. Cái mối tình như thế nào? Thời gian đó thì nói chung cũng rất là vui vẻ, nhưng mà sau đó cảm thấy là bạn nam quan trọng vẻ bề ngoài của em quá. Trên gương mặt của em á, là trừ con mắt ra là những cái bộ phận khác là bạn nam đều chê hết. Trời đất ơi, chê mà chê sao chê thẳng luôn hả? Nói ví dụ một ok chê. Em khô quá, da em nổi mụn, chân mày thì lúc đó chân mày em không ít có chân mày, rồi răng không đẹp, nói chung là rất là nhiều. Đỉnh điểm là cái lúc mà ảnh chê em là ba vòng như một, em tức quá. Xong là tự nhiên mình nhìn lại là không biết là anh đó yêu mình ở điểm nào. Em không tìm được cái câu trả lời đó, nên là từ từ là em cũng dần hết tình cảm và chủ động chia tay. Trời ơi, sao duyên dáng dữ vậy trời, yêu tao yêu nữa thôi chia tay chứ làm gì mà chê con tay trời. Trời đất ơi, con ta cha mẹ sinh ra. Ủa mà khúc đó là em đã vào bộ môn yoga chưa? Dạ chưa, thì sau đó thì em mới... Tức quá không? Tức quá môn yoga phải không? Đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ gặp lại đó thì em chưa biết yoga là gì hết. À bây giờ mà gặp lại bạn đó là bạn đó dòm chảy nước miếng phải không? Bỏ ghét phải không? À. Em đâu gặp đâu chị. Giờ muốn gặp em cũng đâu được. Đúng rồi, muốn gặp mình đâu được, có đâu dễ vậy. Trời ơi, rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Người trung thủy nè, thành thật. Em không thích nói xạo. Nhiều bạn nghĩ là nói đùa, nói xạo cho vui, chứ mà em không thích. Không gia trưởng, không hút thuốc. Nhậu thì nhậu ít thôi, thôi đừng có nghiện. Nếu mà biết nói ăn thì càng tốt. Và sẵn sàng phụ giúp công việc nhà, trang sẻ công việc nhà. Bây giờ cho chị hỏi nè, nói chứ mình bị lúc đó chị biết là em cũng bị tổn thương dữ lắm khi mà có một cái người ta xúc phạm mình như vậy. Nhưng bây giờ mình đã khác rồi, mình thay đổi rồi. Mình có muốn gửi gắm gì đến các cô gái để truyền cảm hứng cho các cổ không? Những bạn nữ thì
nên chăm chút để bề ngoài và biết yêu thương bản thân mình. Tại vì khi mà mình yêu thương bản thân mình thì những người khác mới có hứng thú tìm hiểu và yêu thương mình được. Như vậy thì kết thúc cái vòng 1 này thì chúng ta đã thấy rằng là bốn bạn cũng đã chia sẻ hết những cái quan điểm của mình rồi. Và như vậy thì mình cũng đã hiểu nhau được phần nào rồi. Xin mời quý vị khán giả và bốn bạn tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến đến với phần 2, đó chính là phần mở cửa trái tim để cho bốn bạn ấy chính thức được gặp mặt và trò chuyện với nhau. Xin mời. Trời ơi, xin chào các bạn. Dạ, chào anh. Em ở Tây Ninh, ở thị xã ở thành phố Tây Ninh á, thì em ở khúc nào á? Dạ, thành phố Tây Ninh nè, của xã Bình Minh á. Bây giờ bốn bạn đã chuẩn bị cho chị Tường là sẵn giấy viết để mà mình chơi game show chưa nè. Mình chơi một cái mini game nha. Phần game này để hiểu ý nhau nè, để xem là các bạn có hiểu được ý của nhau không, có cùng quan điểm với nhau hay không nha. Câu hỏi đầu tiên, bạn muốn tận hưởng tuần trăng mật tại đâu? A. Đà Lạt. B. Vũng Tàu. C. Đà Nẵng Hội An. Và D đó chính là Thái Lan hoặc là một quốc gia khác. Xong chưa? Xong rồi chị. 1, 2, 3. Xin mời cho xem đáp án D, B, C, C. Ủa cuối cùng hai cô gái trùng khớp với nhau, còn hai chàng trai thì chết quớt. Vậy là bây giờ coi như là Giang với Yến đi cũng cần trang mập chung với nhau đi cưng. Còn hai bạn nam đó thôi ở nhà luôn đi. Chúng ta không có một cái sự trùng khớp nào ở đây cả. Không có một cặp đôi nào trùng khớp ở đây cả. Không sao, thua keo này bài keo khác. Có 5 câu thôi nha, ráng tìm kiếm sự tương phùng nha các em. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai, sau hôn nhân vợ chồng bạn sẽ ở đâu? A. Làm dâu nhà chồng. B. Người chồng ở rể. C. Sống tạm nhà người quen. Và D. Nhà riêng của hai vợ chồng. 1, 2, 3 đưa lên. Trước tiên là mình có một cái cặp đáp án trùng khớp là Giang với lại là Tùng, đợt này trùng khớp với nhau rồi ha, đều là D ha. Và trong đây thì anh Tuyển của mình là cũng chọn D luôn, là ở nhà riêng của hai vợ chồng. Nhưng mà có Yến thì cho tôi hỏi một chút xíu, Yến tại sao em lại chọn đáp án là B? Dạ tại vì nếu là cùng ở Tây Ninh á thì em chọn ở rể, còn hả mà ở khác tỉnh á thì em mới chọn là sống riêng hai vợ chồng ạ. Trời đất ơi, nhưng mà giờ cuối cùng là em thích chọn cái nào? Hồi nãy tôi hỏi á, thích như quen ai á, có thích quen ở Tây Ninh hay không thì cổ lo cổ thích quen với người ngoài tỉnh khác. Rồi bây giờ tới hỏi cô muốn ở đâu thì cổ lại muốn người ta mặc rể. Như vậy là giờ cô muốn ở nhà cô hay là cô muốn qua nhà chồng ở? Bạn em muốn ở rể. Chốt. Trời ơi là trời. Tôi chán bạn ghê luôn, cái cặp đôi này tôi thấy hơi mệt rồi đó nha. Trời, không có chính kiến gì thay đổi hoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba nha các bạn. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ngoại tình? A. Đánh ghen, nhắn tin hăm dọa. B. Chia tay ngay lập tức. C. Níu kéo và mong người ấy thay đổi. 1, 2, 3. Xin mời cái đáp án. Cái gì đâu, hai người kia đâu, C. Vậy là có ba bạn C và chỉ có một mình Yến là chọn D thôi. C có nghĩa là từ từ, C là níu kéo và mong người yêu thay đổi. Trời ơi, mấy bạn rộng lượng quá ha, tha thứ ghê ha. Trời ơi, còn D ghê nữa, bà Yến còn ghê nữa. Chọn là cái trả thù vậy Yến? Tại vì xưa giờ em quen hai là em quen chung thủy lắm. Nếu mà em bị như vậy là em sẽ tìm một cách trả thù. Mà không phải là trả thù một cách cay cú gì đó, chung là mình chỉ trao dồi bản thân mình cứ sống tốt hơn, mình cứ vui vẻ, thoải mái bình thường vậy đó. Khi mà mình còn ghim người ta trong lòng mà một quyết chí mình trả thù người ta, mặc dù là trả thù theo cách nào thì cái người khổ đầu tiên là mình nè. Thí dụ như mình nó chê mình xấu, thấy không? Mình phải cố gắng mình đẹp lên, mình trả thù nó, chi cực vậy? Mình đẹp lên để mình tìm anh mới chứ không phải mình đẹp lên để mình trả thù cái thằng kia. Đó là cái thứ nhất. Ví dụ nó chê mình nghèo nè, mình phấn đấu nè, mình thoát nghèo nè, mình giàu hơn nè, để mình hướng tới cái tương lai mình tốt hơn, chứ không phải mình giàu hơn để mình trả thù người kia. Cho nên là đừng có suy nghĩ như vậy, bỏ cái suy nghĩ đó đi. Cái đó nó không có tích cực, nó làm cho cuộc sống của mình nó u ám. Đừng có ôm thù hận chi nha Yến nha. Cái này là lời khuyên chân tình của chị Tường đó. Bây giờ tôi hỏi cái người đàn ông ít nói nhất nè, Tuyển nè, tại sao em chọn là níu kéo và mong người ta thay đổi? Tại vì mình muốn cho người ta một cơ hội đó chị. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ tư. Ồ, như vậy là tôi thấy nãy giờ cặp đôi ô cửa màu xanh là trùng khớp với nhau là được đó nha. Nãy giờ tôi thấy mấy ý trùng với nhau rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư của chương trình. Tiền lương của chồng đưa vợ bao nhiêu là đủ? A.
100% mỗi sáng vợ đưa ít tiền cà phê. B, 70% còn chi phí cá nhân của chồng, chồng tự lo. C, 50% mỗi người một nửa. Và D, 30% mỗi người. 1, 2, 3, xin mời. A, B, C, C. Rồi chúng ta có một cặp đôi, đó là hai bạn nam. Hai bạn nam trùng khớp ý kiến với nhau, đưa vợ 50% thôi. À, giờ tôi mới hỏi ông Tùng là tại sao là chọn đưa vợ 50%? Em á, làm ra đồng tiền á, thì đâu phải là mình đưa hết cho vợ rồi cứ mà lần mình có công việc rồi mình cứ ngửa tay xin tiền, thì đâm ra đôi lúc nó cũng gây sự xích mích đó chị. Thật ra mình lúc mình quen hay là mình làm gì đó thì hai người nên thỏa thuận ngay từ đầu. Tại vì công việc đặc thù, ví dụ như ai làm ra nhiều tiền á thì người đó có thể quyền giữ lại, nhưng quan trọng là mình không có làm gì sai trái đối với vợ mình, thì chắc nghĩ người đối phương thì cũng không được đồng ý thôi, chứ không có gì hết trơn. Thế còn Yến sao, muốn chồng đưa hết 100%? Tiền lương của chồng thì cũng lo cho gia đình con cái, thì ví dụ như lúc nào thì chồng cần gì thì vợ chồng cùng trao đổi rồi xong rồi mới đưa ra số tiền riêng để mua sắm cái gì đó. Khi nào chồng cần thì nói vợ thì vợ sẽ cho, vợ sẽ đưa, chứ đâu phải là nắm là lấy hết, chứ đâu phải là không cho chồng đồng nào. Mặc dù nghe hơi kỳ nhưng mà nếu tôi cũng thích chọn ý kiến của Yến, là tôi cũng bắt chồng tôi đưa hết tôi 100%, rồi cần gì thì tôi chi lại. Chứ còn đàn ông mà có quỷ đen tôi sợ lắm. Nhưng mà thật ra lý tưởng á là 70% là hợp lý nha. Chồng là có thế nào là cũng có quỷ đen hả chị? Không có đâu, nói chứ đó là mình chỉ ước mơ thôi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhưng mà tôi xin chốt lại nha, thường thường cái chuẩn đó là thường chồng đưa vợ bà 70% là tôi thấy ổn nhất, là hợp lý nhất rồi. 30% là để xài cá nhân, chứ còn ông đưa có 50 là ít quá nha hai ông đàn ông kia. 50 là ít quá, 50 làm sao vợ, 50 làm sao mà quán xuyến nổi nguyên cả gia đình, rồi vì con cái học hành này kia. 30% là đi giao lưu với cá nhân là nhiều rồi, 70% là lo cho vợ con với gia đình. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Phụ nữ sau khi kết hôn nên làm việc hay lui về hậu phương? A, kiếm tiền quan trọng, thuê người chăm việc nhà. B, làm đủ lương, cân đối việc nhà. C, hy sinh sự nghiệp, chăm sóc gia đình. Nó chỉ có 3 đáp án thôi các bạn. 1, 2, 3, xin mời đáp án. Wow, lần đầu tiên trong lịch sử 4 người tham gia chương trình trả lời cùng một đáp án là B. Chúng ta đã trải qua như vậy là 5 câu hỏi, mà có câu số 5 này nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Bây giờ tôi bắt ông ít nói nhất, ông nói nè, tại sao em lại chọn cái đáp án đó là B? Tại vì em nghĩ việc nhà cũng cần một việc mình đi kiếm tiền thêm, gia đình này kia cũng cần cái gì. Nên là vợ mình có công việc thì nó cũng phụ được. Đúng rồi, hai người một cái móc chèo, một cái chiếc ghe mà hai cái người cùng chèo thì bao giờ nó cũng nhanh hơn một chèo. Chứ bây giờ vợ cứ ở nhà rồi dựa vô chồng hết, rồi đến lúc chồng có cái gì đó nó trục trặc thì cũng khó. Cho nên người phụ nữ hiện đại là mình 50-50, mình chu toàn hết ha. Bây giờ nè ha, chị kết nối với 5 cái câu hỏi vừa rồi, tại 4 người mình chơi chung mà. Tùng với lại là Giang đã trùng khớp với nhau được 3 câu. Yến với Tuyển trùng khớp với nhau được 2 câu. Và trong này chị thấy là Giang với Tuyển cũng trùng khớp với nhau được 3 câu luôn. Rồi Giang là trùng khớp với hai chàng trai, còn Yến và Tùng thì chỉ trùng khớp với nhau có 1 câu thôi, đúng chưa? Đó, chúng ta có những cái sĩ số như vậy để các bạn tham khảo thêm nha. Thì trước khi mà bước vào cái khoảnh khắc mà để quyết định thì Tường muốn chị muốn hỏi các em thêm một lần nữa. Bây giờ hồi nãy giờ mình tham gia nhiều rồi, trò chuyện với nhau nhiều rồi, bây giờ là đến cái lúc mà chúng ta có thể lắng động lại một chút, nói về cái tình cảm với cái suy nghĩ của mình khi mình tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Chị sẽ muốn mời Tùng nói trước, bởi vì chị thấy em là một người khá là thành đạt và lưu loát. Thì bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay, đến giây phút này, trong lòng em có những cảm xúc gì, suy nghĩ gì, em có muốn gửi gắm lời nào đến ai trong chương trình ngày hôm nay hay không, hay là em muốn cái gì em nói? Tại vì sau khi mỗi người chúng ta sẽ nói về cái cảm xúc chúng ta một chút xíu là chúng ta đi đến phần quyết định luôn rồi, cơ hội để thể hiện là ngay lúc này. Chị mời Tùng. Thì em tham gia chương trình này thì cái cảm xúc đầu tiên em rất là hồi hộp. Mặc dù thì em đã dạy rất là nhiều sinh viên, đứng cũng trên bục giảng cũng nhiều và đứng trước công chúng cũng nhiều, nhưng mà đây là chắc là chưa, có lẽ là chương trình đầu tiên em tham gia với chương trình truyền hình trực tuyến như thế này. Thì em thấy ba bạn cùng chơi thì mỗi bạn cũng có một cái điểm mạnh riêng. Và cái mong muốn của em thì sau này em và bạn nào đó nữa thì
có tiến tới hoặc là có quen biết thì mình cũng mong muốn, nhưng mà xa hơn thì là hôn nhân, thì cũng hơi là dành dụm trang trải cuộc sống về có thể là mua một cái nhà nào đó nếu mà bạn đó thích ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh khác thì em thua đó, tại vì công việc của em nó đặc thù là nó ở thành phố rồi nên em không có thể đi đâu được chị. Ví dụ như mình lựa một cái đối tượng mình yêu nhau để mình tiến tới hôn nhân thì em có những cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào không? Dạ, thì khi mà tìm hiểu thì em thì mong muốn đối phương tôn trọng cái quyền riêng tư, còn cái chuyện mà tiến tới hôn nhân thì ok, thì lúc đó mà vợ chồng thì mình cứ thoải mái thôi. Em thì tôn trọng đối phương lắm chị, em không có còn soi mối cái chuyện mà nhắn tin với ai vay vô với lúc chứ nếu mà người ta hỏi thì em đưa, còn thích thì thôi, còn cái chuyện mà em người ta có đưa em không thì em cũng không quan tâm đâu chị. Cảm ơn suy nghĩ của Tùng nha và quan điểm của Tùng nha. Dạ. Thế thì còn Yến, quan điểm của em là như thế nào? Em thì tuy sống ở nông thôn thì thích cuộc sống ở thành thị, nhưng mà em cũng không có quan trọng là lấy chồng xa gần, nhưng mà chủ yếu là người đó hiểu chuyện, người biết trên biết dưới, cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình, đợt gia trưởng là được. Với lại ví dụ như giờ cũng không biết là có thành với nhau hay là không, như là cứ ví dụ như mình có gặp ở ngoài á thì mình cũng vẫn vui vẻ gặp nhau và đi uống nước như gì như tình cảm anh em, thì chứ đừng có nên là ghét nhau hay là nói xấu nhau này kia. Quan điểm tình yêu của em như thế nào, em mong muốn như thế nào? Nếu mà yêu chân thành thì cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chứ đừng có mà gian ngang rồi bắt đầu nản là từ bỏ. Gian ngang là nản là bỏ không được ha. Rồi thật ra bây giờ chị hỏi là một câu cuối cùng nè, em muốn tìm chồng ở Tây Ninh hay là ở những tỉnh khác? Nó nói là một câu ngắn gọn nè, nãy giờ hai ba lần là hơi khác nha, bây giờ suy nghĩ cho kỹ đi. Em thì ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được phải không? Chắc chưa? Hồi đầu em đăng ký với chương trình là em muốn là lấy cái người ở gần để mà chị dễ tiệc chăm sóc cho cậu, chăm sóc cho mẹ. Sao bữa nay đổi ý rồi? Em không có quan trọng là xa hay gần chị. Thật sự thì nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ ha, năm đứa mình nha, trò chuyện với nhau cũng khá nhiều thông tin rồi. Mặc dù đây là online, các bạn chưa thể nào mà đo được cái cảm xúc của mình nó chính xác được đâu, nhưng mình đều là những người trưởng thành, mình cũng đã hùm được mình đã có cái tình ý với ai hay không, có cái thiện cảm tình với ai hay không thì cũng đã nhen nhúm trong lòng mình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua vòng 3 của chương trình, đó là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của chị Tường thì quý vị hãy đưa cho chị Tường xem cái quyết định của mình. Thích kết đôi với bạn ở ô cửa màu nào thì đưa cái nửa trái tim màu đó lên nha. Còn không thích ai hết, đưa mặt cười lên. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, lắng động. Bây giờ tôi xin mời tất cả nhắm mắt lại. Và tôi sẽ đếm ngược đúng 5 giây các bạn đưa lên. Xin mời nhắm mắt. 5 4 3 và 1. Những bạn nữ thì nên chăm chút vẻ bề ngoài và biết yêu thương bản thân mình, tại vì khi mà mình yêu thương bản thân mình thì những người khác mới có hứng thú tìm hiểu và yêu thương mình được. Làm ra đồng tiền thì đâu phải là mình đưa hết cho vợ rồi cứ mà lần mình có công việc rồi mình cứ ngửa tay xin tiền, thì đâm ra đôi lúc nó cũng gây sự xích mích đó chị. Thật ra mình lúc mình quen hay là mình làm gì đó thì mình nên hai người nên thỏa thuận ngay từ đầu. Tiền lương của chồng thì cũng lo cho gia đình con cái, thì ví dụ như cái lương lúc nào thì chồng cần gì thì vợ chồng cũng trao đổi rồi xong rồi mới đưa ra số tiền riêng để mua sắm cái gì đó. Những việc nhà cần một việc tình đi kiếm tiền thêm, gia đình này kia cũng cần nó vậy, nên là vợ mình có công việc thì nó cũng phụ được. Xin mời. Wow, trời ơi, ba trái tim màu xanh luôn, ba trái tim màu xanh luôn, có một cái mặt cười màu đỏ thôi. Như vậy thì chúng ta chỉ có một cặp đôi duy nhất của ngày hôm nay, đó là cặp đôi ở ô cửa màu xanh. Xin chúc mừng cho Thanh Tùng và Trà Giang. Rồi, thế bây giờ chị muốn hỏi Yến một chút xíu, sao Yến lại đưa mặt cười vậy Yến? Em chưa rung động với là muốn nghe trái tim mách bảo không? Thế còn Tuyển thì sao? Tại sao em lại đưa trái tim màu xanh? Dạ, tại vì em thấy hoàn cảnh của bạn nha, cũng như là cái quan điểm của bạn ấy giống em. À, hồi nãy trùng khớp nhau tới ba câu lẫn mà đúng không?
Nhưng mà thôi, trong cuộc sống thì mọi thứ là cũng phải có một cái sự là gọi là nó phải kết nối, nó phải dính được với nhau. Nhiều khi mình như vậy nhưng mà cảm xúc của mình chưa có truyền cái điện được tới người khác. Thôi thì mình sẽ gặp may mắn lần sau nha. Chị Tường chúc cho Tuyển và cho Yến sẽ sớm tìm được một cái nửa yêu thương của mình trong cái thời gian sớm nhất nha. Và bây giờ thì chị Tường xin chúc cả bốn bạn luôn chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe nè, sẽ có những cái thành công trong cuộc sống của mình và ai cũng sớm đạt được ước mơ của mình nha. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng chị Tường cũng như là tin tưởng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã kết đôi được có một cặp thôi, như vậy là cũng như đầu tiên Tường chia sẻ rồi, được một cặp thành công như vậy là cũng mừng rồi đúng không quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Cảm ơn bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và Tường xin chia sẻ phần quà của các bạn như sau. Cặp đôi mà không thành công thì nhãn hàng bột giặt Joy cũng sẽ dành tặng cho các bạn mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1 nha. Và phần quà tặng dành cho cặp đôi bấm nút thành công, chúc mừng hai bạn trở thành một cặp. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng Joy hân hạnh tặng một bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và đặc biệt nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho hai bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Kính thưa quý vị, chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị hãy tải ngay ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.